Cầu thủ nào đắt giá nhất câu lạc bộ Pau? Quang Hải thuộc nhóm nào? Cầu thủ đắt giá nhất câu lạc bộ là hậu vệ phải mang áo số 7 Erwin Coffee với giá 900.000 euro. Thứ hai là trung vệ Antoine Batiste đeo áo số 7, giá 700.000 euro. Có 3 cầu thủ có giá 600.000 euro gồm tiền vệ Sexy Dam Aida áo số 6, tiền vệ trung tâm Jovan Digit áo số 10 và thủ môn Alexander Goliero áo số 1. Có 3 cầu thủ giá 500.000 euro là trung vệ Xavier Cuasi áo số 4, trung phong Ebenezer Asifu áo số 18 và tiền đạo phải Mons Basso Aminga áo số 11. Có 2 cầu thủ có giá 450 euro là tiền đạo phải David Comis áo số 8 và hậu vệ trái Dinh Lambert Evan số 26. Có 6 cầu thủ cùng giá 400.000 euro và tiền vệ tấn công mang áo số 19 Nguyễn Quang Hải đến từ Việt Nam nằm trong nhóm này. 5 cầu thủ giá 400.000 euro khác gồm số 20 Henry Saivet, số 25 Jim Ruiz, số 21 Steve Belknap, số 12 Eddie Silves và số 23 Sadly Bully. 11 cầu thủ còn lại có giá thị trường từ 100.000 euro đến 350.000 euro.